mới, Thành phố Hồ Chí Minh không yêu cầu giấy đi đường đối với 3 nhóm đối tượng. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đi tiêm vaccine không cần giấy đi đường mà chỉ cần có tin nhắn báo lịch tiêm hoặc giấy báo mời tiêm và kèm CMND/CCCD để trình cho chốt kiểm soát. Ngày 23 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã ký văn bản số 2850 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, đối với 17 nhóm đối tượng được phép ra đường theo Công văn 2800 ngày 22 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố điều chỉnh 3 nhóm đối tượng được ưu tiên và không yêu cầu có giấy đi đường khi qua chốt. Cụ thể, lực lượng cán bộ, nhân viên ngành y tế có thẻ ngành y tế hoặc giấy đi đường do Sở Y tế, thủ trưởng các cơ sở y tế được thành lập theo quy định. Người dân đi tiêm vaccine có tin nhắn báo lịch tiêm hoặc giấy báo mời tiêm và kèm CMND/CCCD để trình cho chốt kiểm soát. Nhân viên hệ thống phân phối siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng cung cấp lương thực thực phẩm có thẻ nhân viên và giấy xác nhận công tác của đơn vị, chỉ áp dụng cho đến khi có giấy đi đường do Công an thành phố cấp. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng bổ sung thêm 2 nhóm đối tượng được ra đường, gồm các trường cao đẳng, trung cấp nghề nghiệp, mỗi trường 10 giấy, giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách và báo số lượng về Công an thành phố. Mã 1A, nhân viên giao hàng bằng phương tiện vận tải của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn thuộc các đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất theo phương thức 3 tại chỗ, 1 cung đường 2 điểm đến trong khu chế xuất, khu công nghiệp. Nhóm này giao ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp tổng hợp danh sách và báo số lượng về Công an thành phố. Mã 12, đối với các phương tiện vận tải hàng hóa, bao gồm tài xế và phụ xế đã được ngành giao thông vận tải cấp thẻ QR code, sẽ không kiểm tra thẻ đi đường cá nhân. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố là đơn vị in và ký cấp giấy cho toàn bộ các nhóm đối tượng trên. Công an thành phố cũng có thể ủy quyền cho Phòng PC08, Công an địa phương các cấp ký. Trong thời gian chờ đợi giấy đi đường của Công an thành phố thì các đối tượng này vẫn dùng giấy đi đường. Tại Công văn 2800 của Ủy ban Nhân dân thành phố cho đến ngày 25 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Công Thương, Bộ Tư lệnh thành phố, Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện chuẩn bị áo nhận diện để trang bị và phân bổ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có liên quan. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 2796 về việc tăng cường kiểm soát nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội. Sau đó, thành phố có Công văn 2800 để điều chỉnh, bổ sung một số đối tượng ra đường. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.